Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến xung đột Nga-Ukraine trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Khi được hỏi liệu có thể đạt được một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột hay không tại hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thẳng thắn nêu quan điểm và tiết lộ điều kiện để đạt được điều đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người thay mặt Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ cuối tuần qua nhấn mạnh, Moscow đã cố gắng đảm bảo chương trình nghị sự của G20 không bị lu mờ bởi cuộc xung đột Ukraine. Theo đó, vị quan chức Nga đánh giá, hội nghị G20 đã thành công tốt đẹp, khẳng định được vị thế vững chắc của các quốc gia phía Nam bán cầu. G20 đã thông qua một tuyên bố đồng thuận tránh lên án Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga đã được hỏi liệu có thể đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine hay không. Về vấn đề này, ông Sergei Lavrov trả lời, mọi người đều muốn hòa bình. Khoảng 18 tháng trước, chúng tôi đã đồng ý ký một hiệp ước để giải quyết cuộc xung đột này. Tuy nhiên, ông Lavrov chia sẻ, sau đó Tổng thống Zelensky không ký vào hiệp ước vì áp lực từ các nước phương Tây. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, phương Tây không muốn Ukraine ký hiệp ước với Nga vì họ tin rằng có thể đánh bại Nga. Ông Lavrov tuyên bố, Tổng thống Putin gần đây đã nói rằng chúng tôi không ngại đàm phán. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy cũng cần phải xem xét tình hình thực tế và tính đến những vấn đề đã tích tụ trong nhiều thập kỷ do chính sách hung hăng của NATO. Mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga chỉ có thể bắt đầu sau khi Kiev thay đổi lập trường và tạo các điều kiện cần thiết cho những cuộc tiếp xúc như vậy. Ông Peskov nói, đàm phán có thể và sẽ diễn ra nếu Nga nhận thấy có thể đạt được mục tiêu qua các phương tiện ngoài hành động quân sự, nhưng điều đó không phải là trường hợp hiện nay. Ông Peskov nói khi được hỏi về những điều chính phủ Ukraine có thể thực hiện. Trong bất kỳ trường hợp nào, chính quyền Kiev sẽ phải bắt đầu cuộc trao đổi này từ việc nhìn nhận thực tế, bởi Kiev đã bác bỏ giải quyết các vấn đề qua các phương tiện ngoại giao. Ông cho biết thỏa thuận đình chiến dự thảo, tài liệu Nga và Ukraine gần như thông qua vào năm ngoái trong các cuộc trao đổi do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và sau đó Kiev từ bỏ là bằng chứng cho thấy Moscow sẵn sàng đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục bác bỏ việc đàm phán với Nga cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu đẩy lùi các lực lượng của Moscow khỏi lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Chính sách không đàm phán này được đưa vào luật và được ông ký vào năm ngoái. Kiev tuyên bố kế hoạch hòa bình của ông Zelensky, theo đó yêu cầu Moscow trả lại toàn bộ lãnh thổ, bồi thường xung đột và đưa các nhà lãnh đạo Nga ra xét xử là con đường duy nhất cho một giải pháp hòa bình hợp lý. Các quan chức Nga đã gọi những đòi hỏi của Kiev là xa rời thực tế. Moscow cho rằng giao tranh ở Ukraine là cuộc xung đột ủy nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Nga cho tới người Ukraine cuối cùng. Chuyên gia quân sự đã chỉ ra vũ khí bí mật giúp Nga chiếm ưu thế trước thiết giáp phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Các bình luận cho rằng các cuộc xung đột sử dụng xe tăng không còn phù hợp trong thế kỷ 21 đã sai lầm khi Nga và Ukraine đều triển khai hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng nghìn xe bọc thép trong cuộc xung đột hiện nay. Lực lượng xe tăng hiện đại của Nga chủ yếu bao gồm các biến thể nâng cấp thế hệ thứ 2 và thứ 3 của T-72, T-80, T-90. Quân đội Ukraine dù cũng hoàn toàn quen thuộc với T-72 và T-80, nhưng được bổ sung thêm các biến thể của dòng xe tăng chiến đấu Leopard 1 và Leopard 2 do Đức sản xuất hay Challenger 2 do Anh sản xuất. Ukraine đã nhận được hàng trăm xe tăng và hàng nghìn xe thiết giáp phương Tây, đồng thời cử lính tăng tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng ở các nước NATO vào đầu năm nay, trước khi phát động cuộc phản công vào tháng 6. Chiến dịch kéo dài 3 tháng đã khiến Kiev mất hàng trăm phương tiện bọc thép, trong khi chưa thể chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga ở Donbass, Zaporizhia và Kherson. Với việc thiếu sự hỗ trợ về pháo binh, không quân và tình báo, xe tăng NATO nước này sử dụng đã không đáp ứng được kỳ vọng rằng chúng sẽ là vũ khí thần kỳ có thể giúp Kiev nhanh chóng xuyên thủng phòng tuyến của Nga và đảm bảo chiến thắng nhanh chóng cho Ukraine. Thay vào đó, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard và Challenger cỡ lớn và dễ bị phát hiện lại trở thành mục tiêu rõ ràng, dễ dàng bị phá hủy khi Nga sử dụng chiến lược kết hợp tên lửa phòng từ trên không, pháo tầm xa, mình chống tăng và máy bay không người lái UAV. Trong suốt mùa hè, đã có những thông tin cho thấy Ukraine do dự triển khai thiết giáp hạng nặng trong cuộc phản công. David Debay, cựu quân nhân chiến đấu của lục quân Mỹ, sĩ quan tham mưu bộ chỉ huy, hiện là nhà phân tích quân sự và chuyên gia về xe tăng cho rằng, Nga có số lượng xe tăng vượt trội. Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine đầu năm 2022 với hơn 13.000 xe tăng chiến đấu chủ lực tương đối hiện đại, từ dòng T-72B trở đi.
hầu hết đội xe tăng của Nga đều được dự trữ trước khi xung đột bắt đầu. Nhưng ngày càng có nhiều chiếc xe tăng đang được tân trang lại để tăng cường cho lực lượng Nga trên khắp mặt trận. Ông Pai cho biết, trong quá trình tân trang, xe tăng Nga được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến, kính ngắm quang học vượt trội, thiết bị theo dõi mục tiêu và kênh hình ảnh nhiệt mới cũng như hệ thống liên lạc được thiết kế để tích hợp chúng với các hệ thống giám sát trên không, không người lái mới nhất. Quân đội Nga hiện sử dụng 4 mẫu xe tăng khác nhau, nhiều nhất là mẫu xe tăng T-72B với T-72B-3M là biến thể hiện đại nhất. T-80 là mẫu được sản xuất nhiều thứ hai, các biến thể T-90 gần đây nhất là T-90M. Chuyên gia quân sự Mỹ cho biết, tiếp đó là T-14 Amata, xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất và tiên tiến nhất của Nga nhưng số lượng là ít nhất. Theo ông Pai, xe tăng T-72 được thiết kế để kết hợp một số đặc điểm tiên tiến của phiên bản tiền nhiệm T-64, bao gồm cả pháo nòng trơn 125mm. Hiệu suất của nó ngang bằng với xe tăng phương Tây và rẻ hơn khi sản xuất hàng loạt. T-80 là sự phát triển hơn nữa của T-64, chi phí sản xuất cao hơn với các tính năng kỹ thuật tiên tiến hơn. Trong đó, T-80 BBM là biến thể hiện đại nhất, còn T-90 là phiên bản hiện đại hóa sâu của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và được cho là có giá cả phải chăng hơn một chút so với các mẫu T-80. Trong khi đó, xe tăng T-14 Amata có mô đun chiến đấu hoàn toàn được điều khiển từ xa, trong khi kiếp lái ngồi trong khoang bọc thép kiên cố, tách biệt với khoang chứa nhiên liệu và đạn dược. Điều này giúp kiếp lái có khả năng sống sót tốt hơn, ngay cả trong trường hợp xe tăng bị đánh trúng. Mặc dù đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu ở Ukraine, nhưng đây là loại xe tăng đắt nhất của Nga và chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ. Theo ông Pai, không giống như xe tăng phương Tây, tất cả xe tăng hiện đại của Nga đều được trang bị đạn ATGM, vũ khí chống tăng có điều khiển, có tầm bắn xa hơn gần như tất cả các loại pháo gắn trên xe tăng phương Tây, mang lại lợi thế tiềm tàng trước xe thiết giáp phương Tây trong các cuộc đấu xe tăng. Xe tăng hiện đại của Nga sở hữu lớp giáp phản ứng nổ thế hệ thứ hai, một số được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động ARNA để phát hiện và ngăn chặn tên lửa dẫn đường chống tăng, bao gồm cả Javelin. Đánh giá về hiệu quả hoạt động tổng thể của lực lượng xe tăng Nga ở Ukraine, ông Pai cho rằng có sự không nhất quán rõ ràng, chủ yếu là do những hạn chế về lãnh thổ của chiến dịch quân sự đặc biệt và không có bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào từ phía Nga kể từ mùa hè năm 2022. Dù vậy, các lực lượng Nga bao gồm cả xe tăng đã chứng minh hiệu quả trong các hoạt động phòng thủ và pháo binh, gây thương vong nặng nề hơn cho lực lượng đối phương. Trong tương lai, chuyên gia Mỹ nhận định năng lực của lực lượng xe tăng Nga sẽ tiếp tục được cải thiện. Chúng tôi đã thấy quân đội Nga ứng biến và cải thiện các biện pháp đối phó trước các cuộc tấn công bằng UAV, chiến đấu chống xe bọc thép của Ukraine, đặc biệt là liên quan đến các thiết bị gây nhiễu GPS tầm xa của Nga, được cho là đã thành công trong việc gây nhiễu 80-90% vũ khí dẫn đường chính xác của Mỹ cũng như UAV chiến đấu của Ukraine. Ông Pai nói, đồng thời dự đoán lực lượng xe tăng Nga sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine. Anh hôm 11 tháng 9 cáo buộc Nga nhắm mục tiêu tấn công bằng tên lửa vào tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen vào ngày 24 tháng 8. Phát biểu trước Quốc hội Anh, Thủ tướng Rishi Sunak nói, theo thông tin tình báo được giải mật, chúng tôi biết quân đội Nga đã nhắm vào một tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen bằng nhiều tên lửa vào ngày 24 tháng 8. Văn phòng đối ngoại Anh cho biết các tên lửa đã tấn công tàu chở hàng treo cờ Liberia đang neo đậu tại cảng. Các tên lửa này bao gồm hai tên lửa Kalib được bắn từ một tàu sân bay mang tên lửa của hạm đội Biển Đen. Kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc một cách an toàn qua Biển Đen vào tháng 7, Moscow đã bị Ukraine cáo buộc đe dọa các tàu dân sự ở Biển Đen. Hồi tháng 7, cả Mỹ và Anh đều đã cảnh báo Nga có thể mở rộng mục tiêu nhắm vào các cơ sở ngũ cốc của Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào tàu vận tải dân sự. Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho hay, khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng và cơ sở hạ tầng của Ukraine, Nga đang làm tổn thương phần còn lại của thế giới. Hôm 17 tháng 7, Nga từ chối tiếp tục tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc được các bên ký kết vào năm 2022 để đảm bảo xuất khẩu an toàn ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận cũng quy định việc tạo điều kiện xuất khẩu nông sản và phân bón từ Nga. Moscow giải thích việc rút khỏi thỏa thuận là do không thực hiện một phần thỏa thuận liên quan đến xuất khẩu của Nga ra thị trường toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần chỉ ra thực tế là phần lớn ngũ cốc từ Ukraine được chuyển đến các nước châu Âu, trong khi theo thỏa thuận, số ngũ cốc đó sẽ được chuyển đến các nước nghèo nhất. Tuy nhiên, Moscow cho biết
họ sẵn sàng tiếp tục tham gia thỏa thuận chỉ khi tất cả các nghĩa vụ liên quan đến Nga được thực hiện. Trước đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc thảo luận về tác động của việc Nga tiếp tục phong tỏa ngũ cốc ở Biển Đen. Thủ tướng Sunak cho hay, ông sẽ thảo luận việc ngăn chặn Nga tiếp tục phong tỏa ngũ cốc ở Biển Đen tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào cuối tuần này. Ông cam kết thúc đẩy hợp tác với các nước G20 nhằm vượt qua sự phong tỏa của Nga và đảm bảo các quốc gia dễ bị tổn thương có thể tiếp cận các chuyến hàng ngũ cốc quan trọng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.